Việt Nam hóa mà rõ ràng nhất, và để người ta nghe một cái tác phẩm vang lên trên cái đàn tranh người ta biết đấy là Việt Nam ấy. Thì đấy chính là cái cách lên dây, cái hệ thống lên dây theo thang ngũ cung của Việt Nam. Tôi nghĩ là cái làm nên cái sự khác nhau nhiều nhất đó chính là âm sắc của cái cây đàn tranh Việt Nam. Đàn tranh Việt Nam của mình thì là cái nguyên liệu, chất liệu nó bằng dây sắt, nên khi nghe thì cái âm thanh nó lạnh lót, và tôi nghĩ nó không giống một cây nhạc cụ nào cùng họ với cây đàn tranh. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Art World Thế giới nghệ thuật. Thưa quý vị và các bạn, khi nhắc đến những nhạc cụ truyền thống của dân tộc Việt Nam thì chúng ta không thể không nói tới cây đàn tranh. Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, đàn tranh vẫn luôn tồn tại và có nhiều phát triển vượt bậc cho đến ngày nay. Ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về cây đàn tranh và cùng gặp gỡ với những người có tình yêu và niềm đam mê với loại nhạc cụ mang linh hồn dân tộc Việt này. Đàn tranh là một nhạc cụ truyền thống của người phương Đông, đàn thuộc họ dây, chỉ gầy. Đàn tranh đã xuất hiện tại Việt Nam từ thế kỷ 11. Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, người nước Việt đã dùng và bản địa hóa nó, tạo cho nó một phong cách đặc thù trong thủ pháp, ngón đàn, tay nhấn nhá, trong thang âm điệu thức, biến cây đàn này trở thành một loại nhạc cụ bản địa mang tính dân tộc, phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của người Việt và nói rõ ngôn ngữ âm nhạc Việt Nam. Âm thanh của đàn tranh rất trong trẻo và thanh thoát, với âm thanh giàu sức biểu cảm và khả năng diễn tấu phong phú. Đàn tranh thường được sử dụng để độc tấu, hòa tấu, đệm cho ngâm thơ, hát, cũng như tham gia các dàn nhạc tài tử, phường bát âm, dàn nhã nhạc và các dàn nhạc dân tộc tổng hợp. Chính những âm thanh thánh thót và trầm bổng của cây đàn này đã chinh phục được rất nhiều người nghệ sĩ, để rồi từ đó thôi thúc họ luôn cố gắng tìm tòi và sáng tạo nhằm đưa âm nhạc đàn tranh đến gần hơn với công chúng trong thời hiện đại, khi mà con người đang bị dung hòa bởi rất nhiều thể loại khác nhau. Điều này đã mang đến cho người thưởng thức một hình tượng âm nhạc hoàn toàn khác so với hình dung trước đây về cây đàn, là nó chỉ nằm bên cánh gà của các loại hình âm nhạc sân khấu hoặc chỉ để đệm cho ngâm thơ. Nhạc phẩm mà quý vị đang lắng nghe có tên là Quê Hương, do giáo sư Trần Quang Hải viết với hợp âm tiêu biểu cho ba miền và được thể hiện bởi nghệ sĩ đàn tranh Ngô Thị Trang cùng dàn nhạc giao hưởng tại Pháp. Hay sự kết hợp giữa nghệ sĩ đàn tranh Võ Vân Ánh với dàn nhạc điện tử chính là một vài minh chứng sống động cho việc âm nhạc của đàn tranh ngày càng phát triển mạnh mẽ và đã có nhiều nghệ sĩ góp phần mang cây đàn tranh Việt Nam đến gần hơn với công chúng nước ngoài. Sự sáng tạo trong việc cách tân âm nhạc dân tộc của những người nghệ sĩ như vậy đã góp phần khẳng định được nét độc đáo của đàn tranh Việt Nam và đưa nghệ thuật này tiến thêm những bước rất dài. Để khi đặt cạnh những cây đàn tượng trưng của Nhật Bản, Hàn Quốc thì đàn tranh Việt Nam vẫn có được những âm sắc cho riêng mình. Làm thế nào để đàn tranh có thể trở nên phổ biến và chinh phục được công chúng là nỗi băn khoăn và trăn trở của nhiều nghệ sĩ. Và ngày hôm nay, hãy cùng với tôi đến gặp thạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Phạm Trà My, mà khi nhắc đến cô, người ta sẽ nhớ đến là một người có nhiều đóng góp trong việc cách tân âm nhạc đàn tranh của dân tộc. Mẹ
Ngay từ khi còn nhỏ, trong một lần tình cờ xem được màn biểu diễn đàn tranh trên vô tuyến, cô bé Phạm Trà My đã lập tức bị những âm thanh thánh thót của cây đàn chinh phục. Sinh ra trong một gia đình không có truyền thống âm nhạc, nhưng niềm say mê với cây đàn tranh đã đưa cô tới khoa dân tộc tại Nhạc viện Hà Nội, giành giải cao nhiều cuộc thi uy tín, được giữ lại trường, rồi sau này là thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy âm nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trà My chia sẻ, xuất phát từ tình yêu và những hiểu biết với cây đàn tranh trong quá trình biểu diễn, cô nhận thấy, đối với bộ môn nghệ thuật dân tộc, nếu chỉ suốt ngày cho khán giả nghe những làn điệu dân ca cũ mà không có sự cải tiến, cải biên thì chắc chắn khán giả sẽ cảm thấy bị nhàm chán và quay lưng lại với những cây đàn dân tộc. Vì vậy, cô luôn muốn tìm tòi ra những hình thức, phong cách mới và hiện đại dựa trên yếu tố truyền thống để có thể mang âm nhạc dân tộc đến gần hơn với khán giả, nhất là các bạn trẻ. Nhưng khi đi ra với công chúng thì bước đầu tiên chúng ta vấp phải là cái phản ứng của những người khán giả lớn tuổi. Cũng dễ hiểu thôi, vì trong mỗi một khán giả lớn tuổi thì họ vẫn tưởng tượng là cái cây đàn tranh là cây đàn, cái đặc thù của nó chỉ có thể giới hạn ở âm nhạc truyền thống. Và nhưng mà thật ra là đến khi họ quay lại nghe chúng tôi đến lần thứ hai thôi, là cái thái độ hoặc là cái đón nhận của họ tôi cũng đã thấy khác rồi. Và đã có những khán giả họ đã cũng phải gặp chúng tôi sau khi những cuộc biểu diễn, những cái bắt tay, những cái ôm hôn rất là thân tình, và họ cũng nói thú thật với nghệ sĩ chúng tôi là họ cũng không ngờ chúng tôi có thể cho họ những cái tư duy mới, những cái thay đổi về những cái quan niệm về nghệ thuật của họ như thế như vậy. Tiếng đàn của Trà My không chỉ vang lên ở các cuộc thi chuyên nghiệp mà còn mang những làn điệu âm nhạc cổ truyền Việt Nam đến với nhiều nước trên thế giới như Trung Quốc, Indonesia, Singapore, Nga. Với mong muốn truyền đạt những kiến thức cũng như tình yêu với cây đàn tranh của dân tộc đến thế hệ trẻ, nên ngoài sự nghiệp biểu diễn, Trà My còn tham gia vào công tác giảng dạy tại khoa đàn tranh của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đánh tặng nhanh luôn. Tôi dạy thì hơn 20 năm rồi, cũng gặp rất nhiều, qua rất nhiều thế hệ học sinh rồi. Và cũng có những bạn là yêu thích cũng có, mà đến nửa chừng muốn rời xa cây đàn này cũng có. Nhưng mà bằng chính cái tình yêu của mình và chính những cái kinh nghiệm mà tôi trải qua thì tôi đã kéo được cũng kha khá bạn sinh viên còn giữ được tôi truyền lại được cái lửa đam mê nghệ thuật để các bạn, cho đến bây giờ các bạn, những bạn đấy cũng đã thành công trên những cái con đường nghệ thuật. Thưa quý vị và các bạn, chị Mai Thương, một trong những người học trò cũ của nghệ sĩ ưu tú Phạm Trà My, hiện tại cũng đang là một giáo viên dạy đàn tranh với mong muốn có thể nối tiếp người thầy của mình, truyền bá nền âm nhạc dân tộc đến với mọi người. Và ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi tham gia vào một lớp học đàn tranh của chị để cùng cảm nhận rõ hơn tình yêu đối với loại nhạc cụ dân tộc này của thế hệ trẻ. Đây là một trong những buổi dạy đàn tranh diễn ra vào hàng tuần của chị Mai Thương. Đối với Mai Thương, chị vẫn luôn trân trọng cơ duyên đưa mình đến và tiếp tục gắn bó với cây đàn tranh. Đó chính là việc may mắn gặp được người giáo viên tâm huyết với nghề, cô Phạm Trà My. Từ việc chỉ dạy từng ngón đàn đầu tiên, đến việc giúp đỡ và động viên chị tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của mình. Khi gia đình chị gặp hoàn cảnh khó khăn, khiến chị từng phải nghỉ học, cứ thế, tình yêu với cây đàn tranh cứ lớn dần lên. Và giờ đây, Mai Thương cũng muốn trở thành một người thầy để gửi gắm và truyền lại niềm đam mê đó cho các học trò của mình. Đối với lại trong tim mình thì cô là một người quá tuyệt vời rồi.
cô dạy mình cách đánh đàn là cái tốt nhất rồi, cho mình một cái nghề. Nhưng mà cô lại dạy được mình cách sống, cách cư xử với các bạn. Cô chính là người giúp mình truyền cái niềm cảm hứng, đam mê âm nhạc đến với mình. Rồi sau đấy thì mình cũng giống như cô là một thần tượng của mình ấy, thấy cô dạy thì mình cũng rất là thích. Và thì mình cũng muốn là cái kiến thức mà cô dạy cho mình như thế nào, mình cũng muốn truyền lại cho các bạn, để các bạn có thể yêu cái âm nhạc dân tộc của Việt Nam mình, cũng như là cây đàn tranh. Các em đến với cây đàn tranh trước bằng sự yêu thích khi xem trên truyền hình, nhưng sau đó chính cây đàn đã tạo ra cho các em niềm đam mê và tình yêu thực sự với nó. Có lẽ sự hăng say yêu mến với bộ môn đàn tranh của các em nhỏ chính là minh chứng cho thấy những giá trị của truyền thống vẫn từng ngày từng giờ được những người như nghệ sĩ Trà My cũng như những người học trò kế thừa và giữ gìn để truyền lại cho thế hệ tương lai của dân tộc. Một hôm thì bố con đang xem tivi, con ra ngoài xem với bố thì con thấy những cô trên tivi đánh đàn tranh rất hay, nên từ đó con đã thích đàn tranh. Dự định sau này con sẽ trở thành nghệ sĩ đàn tranh và đi dạy các em nhỏ. Con học đàn tranh khoảng được 4 năm rồi ạ. Như mọi người biết thì đàn tranh là một nhạc cụ khi mà con gái đánh thì sẽ tạo nên một vẻ dịu dàng, và con thích dịu dàng. Với tư cách là một trong những nhạc cụ sớm góp phần làm nên bộ mặt văn hóa nghệ thuật riêng và độc đáo của Việt Nam, cây đàn tranh đã có sự gắn bó mật thiết khăng khít với đời sống tinh thần của người dân đất Việt qua nhiều thế kỷ. Chính màu âm giàu sức biểu cảm và khả năng diễn tấu phong phú đã đưa cây đàn tranh từ vị trí cây đàn quý tộc chốn cung đình xa xưa dần trở nên gần gũi với đời sống của các tầng lớp nhân dân, khiến nhiều người bị mê đắm và quyết tâm phải gìn giữ, phát triển loại nhạc cụ này. Và chính họ đã mang tiếng đàn của mình giàu thêm cho vốn cổ của cha ông, đồng thời truyền lại một di sản sáng tạo đầy tâm huyết cho các thế hệ học trò tiếp sau. Để rồi từ đó, dù trải qua bao thăng trầm của thời cuộc, tiếng đàn tranh Việt Nam vẫn sẽ ngân lên tha thiết và thể hiện được hồn cốt của dân tộc. Quý vị và các bạn thân mến, đối với mỗi dân tộc trên thế giới, âm nhạc cổ truyền bao giờ cũng giữ một vị trí vô cùng quan trọng. Đó là di sản vô cùng quý báu, tinh hoa sáng tạo nghệ thuật của bao thế hệ tiền nhân, là cơ sở cho sự phát triển nền văn hóa âm nhạc của một dân tộc. Hy vọng rằng trong tương lai, những âm thanh của cây đàn tranh sẽ ngày càng được công chúng đón nhận và ủng hộ nhiều hơn nữa. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe một nhạc phẩm đàn tranh mang tên Xuân Quê Hương để có thể chìm đắm lại trong không gian nghệ thuật truyền thống. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.